Chào anh em, thì trong clip này tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài trên điện thoại. Thì những clip trước tôi đã giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo, Viber, Line, Messenger trên Facebook. Thì anh em có nhu cầu chỉnh sửa phần mềm nào thì anh em qua kênh anh em xem. Thì trong clip này tôi sẽ test cho anh em phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài để anh em thấy cái độ hiệu quả và chính xác của nó anh em nhé. Thì trước khi test tôi sẽ bật đồng hồ chạy rơi này để đảm bảo cho anh em đấy, video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa đấy. Thì tôi sẽ nhắn tin một tin vào cái số này đấy, rồi tôi chỉnh sửa trực tiếp cho anh em này để cho anh em thấy cái độ hiệu quả của nó anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ gửi một cái tin nhắn đến đấy. Tin nhắn đến rồi anh em nhé. Tin nhắn đến này. Đây anh em này, lô 0011. Thì bây giờ đấy, tôi sẽ chuyển thành con khác trực tiếp cho anh em thấy nhá. Anh em nhìn đồng hồ chạy dây đấy, và con số đã thay đổi nhá đấy. Số thành 2233. Đấy anh em thấy cái độ hiệu quả chính xác của nó anh em nhá. Tôi nghe, xin lỗi anh em, tôi nghe điện thoại. Alo. Đúng rồi, em đợi một lát nhá, anh đang bận việc một chút thì xong anh sẽ gọi cho em. Đấy, em nhá. Ok. Đấy, thì đấy là tôi chỉnh sửa cho anh em thấy độ chính xác trực tiếp. Thì bây giờ tôi sẽ gửi một cái nội dung sang máy này, rồi tôi sẽ ok lại như chủ lô, họ ok lại anh em nhá. Đấy, thì anh em thấy độ chính xác của nó anh em nhá. Đấy, đây anh em này, lô 4454 nhá anh em này, thì tôi sẽ ok lại này, tôi ok lại, ok anh này, ok anh em nhá. Rồi tôi sẽ để đây một vài phút sau tôi sẽ chỉnh sửa để cho anh em thấy cái độ hiệu quả của nó anh em nhá. Đấy, thì cái phần mềm này nó có thể là cài đặt vào tất cả những dòng điện thoại của anh em. Đấy, vì cái bảo mật thế nên là chúng tôi không lộ cái phần mềm ra. Đầu tiên đấy là để cho anh em giữ kín bí mật để cho anh em đi chơi đấy, thế nên là chúng tôi không lộ phần mềm. Thế anh em kết bạn Zalo vào số này 0916514 đấy. Lưu ý cho anh em, chúng tôi dùng cái số điện thoại duy nhất đấy. Anh em mua qua số điện thoại này thì chúng tôi sẽ có chức năng là bảo hành cho anh em đấy. Anh em mua số điện thoại khác anh em nhé, thì chúng tôi không có cái trách nhiệm để bảo hành cho anh em. Thì phần mềm này tôi vừa nói phần mềm này có thể là cài đặt vào tất cả trên những dòng điện thoại của anh em như Vivo này, Samsung, Oppo, SOS, iPhone đều có thể là chỉnh sửa cài được hết cho anh em. Thì tôi sẽ để thêm một phút nữa tôi sẽ chỉnh sửa thành con số khác để cho anh em thấy cái độ hiệu quả của nó anh em nhé. Đấy, thì anh em kết bạn vào số này, chúng tôi sẽ test trực tiếp cho anh em. Nếu anh em nhu cầu thì anh em lên cơ sở trực tiếp của chúng tôi, có hai cơ sở, khu vực miền Nam anh em qua bến xe miền Đông, khu vực miền Bắc anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình. Anh em vào cơ sở anh em cài đặt phần mềm trực tiếp. Với anh em bên nước ngoài anh em không về được thì chúng tôi sẽ xâm nhập trực tiếp vào máy của anh em và cài đặt trực tiếp cho anh em. Cài đặt xong ok anh em mới phải chuyển phí anh em nhé. Đấy, thì cũng qua 1-2 phút rồi. Đấy, tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa này. Đấy, vì cái lý do bảo mật thế nên là chúng tôi không cho anh em xem phần mềm. Anh em có nhu cầu tìm hiểu phần mềm gọi vào số này hoặc kết bạn Zalo vào số này thì chúng tôi sẽ cho anh em xem phần mềm. Đấy, và sẽ tư vấn trực tiếp cho anh em. Đấy, thì cũng qua được 1-2 phút rồi thì tôi sẽ chỉnh sửa thành con số khác. Thì anh em lưu ý này, khi tôi chỉnh sửa này đấy, thì bên máy của chủ lô này nó sẽ không sáng đèn. Con số được thay đổi nhưng nó không sáng đèn, chủ lô không phát hiện ra anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa thành con khác này. Đấy, thao tác thì cực kỳ đơn giản, anh em chỉ vào cái phần mềm rồi anh em chỉnh sửa thành con số khác anh em nhé. Ok, tôi đã sửa xong. Đấy, thì tôi sẽ cho anh em xem đây. Đây anh em này, đấy, đã chỉnh sửa thành con số khác này, vẫn giữ nguyên giờ giấc anh em nhé. Đấy, đã chuyển thành lô 77 này, 88 này.
Đấy, ok anh này. Đấy, số vẫn giữ nguyên này, giờ giấc thời gian này anh em này. Đấy, 5 giờ 51 này. Đấy. Thì anh em có nhu cầu cài đặt đây anh em này, nếu anh em nào quên nhá. Đấy, anh em chưa nhớ số thì anh em tua lại khúc đầu. Đấy, cái khúc chưa chỉnh sửa. Đấy, thì anh em xem lại cái con số nó thay đổi như nào. Đấy, thì anh em có nhu cầu anh em lên trực tiếp cơ sở anh em cài đặt phần mềm. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.